Chàng trai may mắn. Ngày xưa ngày xưa, có một bác thợ xây bột nghèo không có vợ con gì cả. Chỉ có ba cậu giúp việc ở với bác đã nhiều năm nay. Giờ ta đã có tuổi nên muốn được ngồi bên lò sưởi ấm. Các cậu đi phiêu lưu một chuyến. Ai kiếm được một con ngựa đẹp nhất trên đời này mang về cho ta sẽ được hưởng nhà xây và sẽ phụng dưỡng ta tới khi ta nhắm mắt xuôi tay. Này, Hành Ngố, chú ở lại đây nhé. Ngờ nghệch như chú, chưa ra khỏi làng chắc đã bị bọn cướp lấy sạch đồ rồi. Sao kiếm nổi lấy một con ngựa cơm chứ? Từ nhỏ em chưa ra khỏi làng bao giờ, em cũng muốn đi chu du thiên hạ, cho biết đây biết đó. Kệ nó, chúng mình đi thôi. Hành Ngố chỉ làm vướng chân chúng mình thôi. Ừ, đi thôi. Trời ơi, mình đang ở đâu thế này? Mình bị hai anh bỏ rơi ở đây một mình. Thế này thì mò đâu ra được ngựa? Hành Ngố ơi, anh muốn có một con ngựa đẹp chứ gì? Giờ thì theo tôi sẽ cho anh một con ngựa đẹp mà trong đời anh chưa bao giờ trông thấy. Ai đấy? Tôi đây. Anh ngước nhìn lên đi. Trời ơi, mèo biết nói. Mèo biết nói thì làm sao mà hoảng lên thế? Có muốn một con ngựa đẹp không thì theo ta. Cứ thử đi theo nó xem sao. Trời ơi, tòa lâu đài đầy mèo. Ngon quá, ăn no căng cả bụng. Giá như được thế này mãi thì thích nhỉ. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Của đâu mà cho anh ăn mãi thế này được. Nào, đi làm việc thôi. Đi làm việc à? Thì đi. Đóng cửa sau nhà ấy, anh ra bổ hết cho tôi. Giờ anh đi cắt cỏ ở đồng và tải ra cho cỏ khô nhé. Nhưng tôi vừa bổ củi xong mệt quá. Thấy anh có muốn con ngựa đẹp nhất đời không nào? Thôi được, tôi đi ngay đây. Tôi cắt cỏ và phơi cỏ xong rồi, giờ hãy đưa con ngựa ra đi. Chưa được đâu, chú phải làm cho ta một việc nữa. Đây là cột, kèo, ván đều bằng bạc, dụng cụ như rìu. Thước vuông và những thứ cần thiết khác cũng đều bằng bạc cả. Chú hãy làm cho ta một ngôi nhà đi. Xong rồi đấy, đẹp chưa nào? Giờ tôi có thể lãnh ngựa về được chưa? Đi đâu mà vội, cứ từ từ ta tà đã nào. Mèo đốm cứ giữ Hành Ngố ở lại làm việc cho mình mãi. Quanh đi quẩn lại đã 7 năm trôi qua, mà cứ tưởng chừng mới nửa năm. Này anh đã làm việc cho ta rất chăm chỉ, giờ có muốn đi xem ngựa không? Muốn quá đi chứ. Trời, con ngựa mới béo đẹp làm sao, bộ lông mới mượt mà làm sao. Nhìn nó mà tim mình cứ rộn ràng cả lên. Giờ anh cứ đi người không về nhà. 3 hôm nữa, chính tôi sẽ mang ngựa đến cho anh. À, được, được. Thế là, Hành Ngố cứ thế tay không về làng trong 7 năm làm việc cho mèo đốm. Mèo chẳng may cho Hành áo mới. Bắt chú mặc nguyên chiếc áo cũ đã rách bươm và ngắn cũng cẩn mà về. Hành Ngố, ngựa mày đâu? 3 ngày nữa mới tới. Em đã làm việc suốt 7 năm cho mèo đốm, mới có được một con ngựa vô cùng đẹp. Mèo đốm hứa 3 ngày nữa nó sẽ đưa tới đây. Hành Ngố ơi là Hành Ngố. Chú bị con mèo đốm gì đó lừa rồi. Đến bộ quần áo lành lặn, nó còn chẳng may cho chú nữa là. Chú rách nát như tên ăn xin thế kia, thì ngồi ăn dưới đất là đúng rồi. Các anh không cho mình ngủ chung vì mình rách rưới. Thôi kệ, có chỗ ngủ là tốt rồi. Chào anh, em chính là mèo đốm đây. Nhờ anh đã làm việc cho em với lòng tin cậy vô tư trong sáng mà lời nguyền của mụ phù thủy đã được giải. Em đã được trở lại làm người. Ôi trời, Hành Ngố cứu công chúa thật sao? Đây là con ngựa mà ta trả công cho Hans. Ta chưa thấy con ngựa nào bước vào sân nhà ta lại đẹp bằng con ngựa ấy.
ta sẽ để lại cối xay gió cho Hans. Bác cứ giữ lấy cối xay gió, ta sẽ đưa Hans về sống cùng ta trong lâu đài bạc mà Hans đã làm. Cảm ơn tấm lòng của công chúa, nhưng nàng có thể ở lại cối xay gió cùng ta được không? Ta muốn phụng dưỡng bác thợ xay bột những năm tháng tuổi già. Ừ, nếu anh muốn vậy thì sẽ như vậy. Hành Ngố và công chúa lấy nhau. Nàng ở lại cối xay gió và nấu những món ăn ngon lành. Họ sống thật đầm ấm và hạnh phúc mãi về sau. Thỏi son của mẹ kế. Chúc anh yêu một ngày tốt lành. Cô Bin ơi, mình đi trung tâm giải trí nhé. Con thích chơi gì nào? Chơi xe đua mẹ nhé. Được rồi, con thích gì mẹ cũng chiều hết. Cô ơi, cháu thích khu búp bê. Vi à, ngày mai cháu học piano phải không? Mai mà cháu không trả bài tốt thì ba cháu sẽ buồn lắm đấy. Mẹ ơi, cho chị Vi đi cùng đi mẹ. Con thích chị Vi. Ngốc lắm, chẳng biết gì cả. Cháu tập trung vào, tập đàn xong thì lên làm bài tập toán, nhớ chưa? Dạ. Buồn thật đấy, ước gì có mẹ ở đây, mẹ sẽ buộc tóc để mặc váy đẹp cho mình và cho mình đi siêu thị nữa. Vi ơi. Con đây ạ. Bà quên tập tài liệu nên về lấy. Cô Thùy đâu? Cô Thùy cho em Bin đi chơi rồi ạ. Thế sao con không đi? Con cũng muốn đi, nhưng cô Thùy bảo con ở nhà tập đàn. Cô Thùy lo cho con nên mới nói thế đấy. Con tập thật chăm chỉ nhé. Ba đi đã không muộn. Hai chị em chơi xong phải rửa tay đi nhé. Vi toàn dạy em mấy trò nghịch bẩn thôi. Kệ nó, trẻ con nghịch đất cát cho khỏe người. Đố chị Vi lấy lại được cặp tóc. Thôi chết rồi chị Vi ơi. Sao thế Bin? Em làm suốt xe mẹ rồi. Thôi xong rồi, ai bảo em cứ nghịch ngợm cơ. Làm thế nào đây? Ai, mẹ sẽ đánh em mất. Đứa nào nghịch son của mẹ? Nói mau. Dạ. Có chuyện gì thế em? Sao lớn tiếng thế? Em vừa mới mua thỏi này được 2 ngày, chưa dùng tí nào. Tại sao nó lại thành ra thế này chứ? Được rồi, anh sẽ mua đền em thỏi khác được chưa? Bin ra đây. Con là con trai, chắc chắn nghịch son của mẹ làm gì rồi, có phải không? Con Vi, cháu nghịch son của cô có đúng không? Em thôi đi, em làm con bé sợ đấy. Sao em phải thôi? Mẹ kế không là gì cả, có phải không? Còn cái hư phải dạy chứ. Ba với cô đừng cãi nhau nữa. Là con đã làm mà. Anh nghe thấy chưa? Em nói có sai đâu. Cháu sẽ bị phạt, không được ra khỏi phòng cho đến khi cô cho phép. Cháu xin lỗi cô. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy một cây son khác này. Không phải việc của con. Mẹ ơi, lúc sáng con nhỡ tay làm xước xe mẹ. Sợ mẹ mắng nên con lấy son của mẹ tô lên vết xước. Sao lúc nãy con không nói? Để mẹ mắng oan chị rồi. Bin ơi là Bin. Hôm nay cô Thùy giận con lắm, có phải không ba? Lần sau con đừng nghịch đồ của cô nhé. Như vậy là không ngoan. Cô Thùy rất thương con, chỉ là cô hơi nghiêm khắc thôi. Con hãy hiểu cho cô nhé. Em vào có được không? Cô ơi, cháu xin lỗi cô. Lần sau cháu không như thế nữa ạ. Vi à, cô xin lỗi. Là cô đã trách lầm con rồi. Cô Bin đã nói hết cho cô biết rồi. Là sao? Em nói gì thế? Có chuyện gì hả Vi? Dạ, em biết.
làm xước xe của cô nên đã lấy son để bôi lên chỗ xước. Con sợ em bị đòn cho nên... Vì ngoan, vì thương em Bin thế mà cô thật là... Cô xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ cũng đừng giận con nữa nhé. Con với chị Vi sẽ ngoan mà. Món thịt viên chiên. Nắng quá, chúng mình vào quán làm đi nước mía rồi về đi. Được đấy. Tuấn ơi, Tuấn, Nam đấy à? Sao cậu đi vội thế? Vào quán uống nước mía đã. Thôi, tớ về trước đây. Này Tuấn, nhớ lịch đá bóng chiều nay của đội mình nhé. Tớ không đi được rồi, sáng nay tớ cũng đã bảo với bạn đội trưởng rồi. Thôi, tớ về trước đây. Này, dạo này cậu ta sao thế nhỉ? Bình thường chơi thân với cậu lắm mà Hùng. Tớ cũng chẳng hiểu nữa, dạo này cậu ấy chẳng mấy khi chơi với ai, cứ học về là cắm đầu cắm cổ chạy về. Hay vì là át chủ bài của đội bóng, lại liên tục xếp đầu khối về kết quả học tập, nên cậu ta kêu căng, không thèm chơi với ai nữa. Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ thế thật. Hồng ơi, cậu cho tớ mượn quyển toán nâng cao nhé. Tớ chưa mua được. Tớ cho bạn My mượn mất rồi. Để khi khác tớ mượn cho cậu nha. Ồ vậy à, thế thì chán nhỉ. Thôi, tớ về đây. Mẹ vừa thấy quyển toán nâng cao trên bàn học của con. Sao con lại nói dối và không cho bạn mượn? Bình thường hai đứa chơi thân với nhau lắm cơ mà. Đó là trước đây thôi. Bây giờ con không thèm chơi với bạn ấy nữa. Có chuyện gì vậy con? Từ hồi là át chủ bài của đội bóng, rồi đứng đầu cả khối về thành tích học tập, bạn ấy chẳng thèm đi chơi với ai. Lúc nào tan trường cũng cắm đầu cắm cổ chạy về trước, cứ làm như có việc bận lắm ấy. Vậy sao? Sao con không hỏi bạn xem bạn có việc thật không? Sao con phải hỏi chứ? Đã thế, con không thèm chơi luôn. À, thơm quá mẹ ạ. Con hãy nhìn mà đoán xem đây là món gì nào. Dễ ợt, đây là món thịt viên chiên. Đúng rồi, con thử nhìn rồi đoán xem mẹ đã dùng thịt gì để làm món thịt viên này. À, con biết rồi. Nếu con đoán không lầm thì là thịt viên này làm từ thịt lợn. Vì sao lại là thịt lợn? Biết đâu là thịt gà, thịt bò, thịt bê, thịt cá thì sao hả con? Thì con đoán mò thế thôi. Nhìn qua có vẻ giống thịt lợn. Chưa đúng rồi. Bây giờ mẹ sẽ đưa đĩa thịt viên này gần lại để con ngửi. Sau khi ngửi xong, hãy cho mẹ biết đáp án của con nhé. Vâng. Thơm quá. Đúng rồi, thịt gà, đúng không mẹ? Muốn biết đúng hay không, giờ mẹ cho con nếm xem vị nó như thế nào nhé. Ngon quá mẹ ạ. Giờ thì con biết rồi, là thịt bò. Đó, con thấy không? Chỉ là một món thịt viên chiên thôi. Nếu con chỉ nhìn, chỉ ngửi, chưa chắc con đã biết nó làm từ nguyên liệu gì. Con phải nếm nó bằng tất cả các giác quan mới biết được chính xác nó là gì. Mẹ ơi, mẹ nói hay quá. Bởi vậy, những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã phải là bản chất của vấn đề, mà chỉ là một khía cạnh của câu chuyện mà thôi. Mẹ, ý mẹ là... Việc bạn Tuấn không đi chơi cùng con cũng vậy. Bạn ấy chỉ sống với bà và mẹ. Mẹ bạn ấy thì đi làm suốt ngày. Còn bà bạn ấy dạo này đau chân không đi được, nên bạn ấy phải về nhà thăm bà đó con. Thật vậy sao ạ? Sao mẹ biết? Sáng nay mẹ đi chợ qua có nhìn thấy. Bạn ấy chăm chỉ làm việc nhà, mà lúc mẹ đi chợ về, bạn ấy cũng chưa làm xong. Có lẽ vì thế mà bạn ấy không có thời gian đi chơi cùng với các con đó. Vậy mà con cứ nghĩ bạn ấy không hòa đồng, lại còn trách bạn ấy không cho bạn ấy mượn sách nữa chứ. Giờ con sửa chữa cũng chưa muộn mà. Vâng, con biết rồi. Lát con sẽ mang sách qua cho Tuấn, rồi xem bạn ấy có cần con giúp gì nữa không. Ừ, thế ăn nhanh lên đi con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.